Vâng, xin chào mừng quý bà con anh em và các bạn ham mê nuôi ong trên mọi miền và tổ quốc thân mến. Trở lại với kênh YouTube kỹ thuật nuôi ong Ninh Phương. Hôm nay là ngày 19 tháng 4 2024 dương lịch, với một chủ đề video mới hướng dẫn tỉ mỉ thu gom vũ chúa tự nhiên là rất tốt. Vâng, như vậy là ngoài việc nuôi ong làm chúa di trùng nhân tạo ra, thì vào mùa này, tức là mùa nóng đấy, mùa nóng là đàn ong đang phát triển mạnh, thì rất hay phát, những đàn ong rất hay làm vũ chúa tự nhiên ở trên đài. Nên chúng ta vẫn cứ thu gom vũ chúa chia đàn tự nhiên, để khi bắt đầu mà đàn ong dựng vũ chúa có trùng là chúng ta phải thu gom ngay để đưa vào một đàn một cầu nuôi dưỡng. Tùy theo số lượng vũ chúa, người ta có thể dùng đàn 2 cầu, đàn 3 cầu, tùy theo lượng vũ chúa nhiều hay ít là đàn đông. Còn từ 10 mũ trở xuống thì chúng ta cũng chỉ một cầu, chia một đàn ong một cầu ra là chúng ta có thể nuôi dưỡng được nó rồi. Đấy. Chúng ta cũng thể chia một cầu từ cái đàn chia ra, mượn nó một đàn khác để không ảnh hưởng đến trong cái đàn ong lớn mà đang đẻ. Vâng, hôm nay thì tôi sẽ thao tác thật tỉ mỉ theo yêu cầu của rất nhiều người. Vâng, chúng ta cùng bắt đầu nhé. Vâng, chúng ta sẽ cùng bắt đầu thao tác. Vâng, như vậy là báo cáo quý bà con và các bạn, để chúng ta đi thu gọi nhặt mũ chú thu gom, thì chúng ta phải kiểm tra những cái đàn ong nào mà có mũ chú thu gom thì chúng ta sẽ bắt đầu thu gom nhé. Thì cái mùa này là mùa nắng nóng rồi, tháng 4 và tháng 5 thì mùa nắng nóng. Thế chúng ta tích cực thu gom nhé. Đây là cái đàn mà tôi đã xem rồi. Cái đàn tôi xem lúc nãy là đã có mũ chú tự nhiên rồi, thì chúng ta bắt đầu thu gom nhé. Đây ạ, tôi sẽ chống máy đây và chúng ta thu gom nhé. Khi thu gom ở trong tay ta phải có một cái con dao nhọn và một cái đĩa để đựng các mũ chúa thu gom nhé. Đấy. Thì cái đàn này mới kiểm tra là có mũ chúa rồi. Mũ chúa tự nhiên ta thu gom được mũ chúa tự nhiên là tốt nhất nhé. Và khi chúng ta kiểm tra mùa hè, chúng ta kiểm tra bình xịt nước thì nó sẽ không lên, nó sẽ không đốt nhé. Cái mùa này ong rất đông quân, cho nên là cái việc chúng ta thu gom mũ chúa, vì chúa hay chia đàn tự nhiên, chúng ta phải kiểm soát là chúng ta tận thu nhé. Đây, như cái góc này là có một cái mũ chúa tự nhiên nhé, chúng ta sẽ thu gom nhé, chúng ta sẽ cắt. Đây là cái mũ chúa thu gom mà tôi vừa gắt được ở một cái bánh tổ ra đây rồi. Chúng ta thu gom lại nhé. Ta xem cầu thứ hai nhé. Vâng, đây là cái chân tầng mới đấy. Chúa mới đẻ nó đã xây mũ chúa đấy. Mũ chúa tự nhiên mùa này đông quân, rồi xây mũ chúa tự nhiên thì chúng ta sẽ tận thu hết lại nhé. Nó đốt quá thì dừng lại đi đã.
Trong khi nó cắt ngũ chúa thì nó giữ. Thế nên tôi tiếp tục, tôi phải mặc bộ lao động nhé. Đây, cái cầu này là tiếp tục nó vẫn đang là mũ chúa, tôi cắt ra cầu này đã xây và đẻ trứng rồi thì ông là nó lại xây mũ chúa nhé. Thì tôi sẽ cắt hết cái này ra, cắt hết cái mũ chúa này ra. Chúng ta phải xếp hết các cầu nhé. Thì sang cái mùa này ong rất đông thì chúng ta phải kiểm soát mũ chúa nhé. Tháng 4, tháng 5 nó đầu mùa đông thì ong đây này. Có 3 cầu mùa đông như thế này cho nên là ong nó là mũ chúa ấy. Đây góc này một mũ nữa nhé. Góc này con mũ nữa, ta lại cắt tiếp ở góc này nhé. Mình nhìn thấy không? Đấy, chúng ta tận thu hết nhá. Và cầu này cũng có một mũ người ta cắt ra. Đây, vâng, như vậy là tôi đã cắt xong mũ chúa ở cái đàn này rồi nhé. Đây. Đây, cái đàn đàn ba cầu nữa. Đàn ba cầu. Tôi đã cắt xong rồi. Rồi tôi tiếp tục tôi đưa vào chén sáp để chúng ta gắn vào gửi vào cái đàn nuôi dưỡng nhé. Thu gom. Tôi lấy tạm một đàn này để tôi hướng dẫn chia sẻ với bà con là các bạn chúng ta biết cách đàn nhé. Chúng ta sẽ dừng video này và chúng ta về nhà làm nhé. Vâng, như vậy là sau khi tôi đã thu đủ mũ chúa chạy rồi, tôi đã mang về đây rồi đấy ạ. Đây, mũ chúa tự nhiên đấy ạ. Mũ chúa tự nhiên tôi đã thu gom về nhé. Mũ chúa tự nhiên là rất tốt và to nhé. To thế này đấy. 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 Thì mũ chúa tự nhiên là chạy nó rất nhiều lứa tuổi khác nhau. Đây là có 5 con nhé. Có 5 con là 5 cái độ tuổi khác nhau, tôi vừa cắt cái đàn đó nhé. Đây, đã tận nó thì chúng ta, còn đây là hai con nhỏ là mới bắt đầu hình thành đấy, thì đã có ấu trùng rồi, ta cứ thu gom như thế này nhé. Ta phải thu gom ngay như thế này. Chúng ta mà để già như thế này mà thu gom thì con chúa già nó bay rồi nhé. Chúng ta phải thu gom ngay từ lúc nó còn bắt đầu như thế này nhé. Đấy, bắt đầu như thế này. Đấy. Đây có 5 con nhé. Thế thì chúng ta sẽ cắt gọt. Bây giờ tôi lấy cái kéo và dao tôi cắt gọt gọn gàng để chúng ta đưa vào cái đế nhé. Cái đế thì chúng tôi sẽ đưa vào cái đế như thế này. Cái đế này là cái đế nhân tạo nhé. Cái đế nhân tạo thôi. Thế nhưng mà chúng ta sẽ làm tự nhiên cơ. Đưa vào cái mũi tự nhiên đây nhưng đưa vào cái nhân tạo nhé. Đấy, chúng ta sẽ bắt đầu cắt gọt. Thì đây nó chỉ là cái đế đón thôi. Thì chúng ta sẽ ta lấy cái tí sáp ta gắn nó vào đây, xong rồi tí nữa là lấy cái mỏ hàn ta di để cho nóng chảy là ta đưa cái mũ chúa cắt gọt vào nhé. Bây giờ tôi sẽ làm nhé. Tôi dao cắt gọt thì tôi cắt gọt đã, tôi dừng lại video tôi cắt gọt cũng là dài nhé.
Đây tôi đang cắt gọt đấy, cắt gọt như này nhé. Ta lấy cắt cắt gọt đi, cắt gọt cho nó gọn gàng cái mũ chúa đi. Thế trong ta đưa về đấy chúa, ta đưa về đấy. Đây, tôi cắt gọn gọt gọn như này nhé, mọi người nhìn nó gọn chưa? Tôi cắt gọn như này nhé, gọn này xong tôi sẽ đưa vào. Tôi đưa vào cái đế đóm thế này nhé. Tôi đợi một hàn nóng chảy ta đưa vào nhé. Vâng, như vậy sau khi một hàn đã nóng rồi, nóng rồi ta đưa từng con vào cái đế đóm này nhé. Đây ta dùng cái một hàn cho nó nóng lên này. Nóng này. Nó chảy ra là ta đưa cái mũ chúa nhân tạo vào nhé. À, mũ chúa tự nhiên vào nhé. Ta dính hơi nóng một tí rồi ta dính vào cái nóng ở dưới nó chảy ra. Đây. Đây nó sẽ ra như thế này nhé, nó sẽ ra như thế này rồi. Con nào cũng thế nhé. Con nào cũng ra thế này nhé. Đây ạ. Ta cho nóng nó chảy lên nhá, chảy lên tôi đi xuống. Đây nhá. Còn hai con này là cái bé nhất nhé. Như vậy là xong nhé. Nghe ra được 5 con như này tôi vừa lấy ở cái đàn chúa tự nhiên này, giờ chúng ta đưa vào cái đàn nuôi dưỡng như thế nào nhá. Đưa mũ chúa thu người ta lấy mũ chúa thu gom nhân tạo đưa vào đàn nuôi dưỡng thì chúng ta ra như thế nào thì chúng ta cùng xem nhé. Vâng, như vậy là tôi đã ra đến trại ong rồi. Thì tôi cũng đã mang cái mũ chúa thu gom mà tôi đã đưa vào cái đây, như vừa xong là tôi đã mang ở đây rồi. Đây là 5 cái mũ chúa thu gom của một đàn nhé. Đấy, thế thì bây giờ tôi sẽ đưa vào cái đàn để nó nuôi dưỡng. Thì báo cáo với bà con là đây là cái đàn nuôi dưỡng là nó chỉ có một cầu thôi. Đàn này nuôi dưỡng một cầu là tôi lấy ở một cái đàn 3 4 cầu này. Đây là tôi lấy đàn một cầu ở cái đàn ong ở cái đàn 4 cầu này nhá. Cái đàn hiện nay là cái đàn 4 cầu nhá. À, thì tôi chia sang một cầu để cho nuôi dưỡng chứ không phải nó nuôi dưỡng cả đàn như thế này. Chúng ta không cần nuôi dưỡng cả đàn đông như thế này. Nuôi dưỡng cả đàn đông đông như thế này thì nó phí đàn ong. Thì tôi chỉ cần chia ra đây một cầu thôi. Tôi chia ra đây một cầu thôi để tôi nuôi dưỡng. Để chúng ta xem cái một cầu nuôi dưỡng này nhé. Để chúng ta sẽ nâng lên này. Chúng ta nâng cái một cầu ở cái đàn nuôi dưỡng lên nhé. Cái đàn một cầu này từ nọ nay là tôi vẫn nuôi dưỡng các cái mũ chúa rồi. Thì từ nọ hôm nay là tôi vẫn thu gom rồi. Thế thì già đến đâu là tôi lấy đến đấy. Thì đây là còn 4 cái. Cứ già đến đâu thì lấy đấy. Có cái này thì bị hỏng rồi nhá. Cái này thì bị hỏng rồi, tôi vứt ra này. Cái này đưa vào nó bị hỏng rồi. Thế bây giờ hiện tại là hôm qua tôi lấy được 4 con đi chia đàn rồi. 4 con tự nhiên đi chia đàn thì hôm nay là còn 3 con. Thì chúng ta xem là nó con nào già tiếp vào lấy ra nhá. Thì con này già nhất đi, con này hôm nay già nhất. Hai con này thì chưa nở được, hai con này chưa ra bằng cái con này. Đấy. Hôm nay tôi lấy được cái con này nhá. Đây hôm nay tôi lấy ra cái con này là con này già nhất đây. Thì cứ già đâu tôi lấy dần đến đấy nhá, đây là cái tự nhiên đây. Nó đang giữ, tôi phải xịt nước cái đã. Xịt nước phải giữ đã. Hai con này thì lấy sau, ngày mai khai thác hai con này nhá. Thì bây giờ tôi là cắm tiếp 4 cái con này vào cho nó nuôi dưỡng nhá. Rồi tôi vừa thu gom mà. Đấy, trên đấy cầu chúa này thu gom thì ta cắm từ con một nhá. Rồi xịt nước nhá, xịt nước là đốt. Xịt đây là nước lã thôi.
Ta sẽ cắn từng con một nhé. Hai con này non nhất ở lứa tuổi khác này. Ta lại cắm bốn con đấy vào chứ. Yeah. Đây thu gom đưa ngay vào trong bánh tổ chứ không cần phải đưa vào cầu thang chuối nhá. Đây ạ, mà con nhìn thấy chưa ạ? Mũ chúa thu gom đưa vào trong cắm vào bánh tổ thôi. Còn vừa xong là tôi sẽ lấy được một con rồi. Còn cái con này là con già sắp nở. Rồi. Con này là con già sắp nở thì hôm nay tôi lấy khai thác nhé. Đây mũ chúa tự nhiên đấy. Mũ chúa tự nhiên rất to đấy. Rất to nhé. Và chúng ta khai thác cái mũ chúa tự nhiên này sử dụng rất tốt nhé. Đấy. Nhưng mà con nhìn thấy chưa? Đấy. Thế mà thưa quân thì chúng ta có thể lấy thêm một tí quân bên kia dỗ sang. Nhưng mà một cầu chỉ cần nuôi thế này thì cũng được. Về mùa này thì cũng không sợ lắm. Mùa này là cái mùa nóng cho nên là thưa quân một tí nó vẫn được. Mát quần tí vẫn được. Đấy, như vậy là tôi đã thu gom và đưa vào cái cầu này. Và tí nữa thì nếu như đàn này hơi thưa quần thì chúng ta có thể chuyển cho nó hứng thêm một tí quân nữa vào đây cũng được. Thì tí nữa thì hứng sau một tí. Hoặc là lượng quân như thế này thì mùa hè nó nóng nó mát một tí vẫn được nhé. Như vậy là xong. Chúng ta đã thu gom mũ chúa vào cái đàn này xong. Thế còn cái mũ chúa này tôi sẽ đi tiếp tục đi chia một đàn. Thì mấy hôm nay tôi chuyên trị sử dụng chia mũ chúa thu gom rồi. Chúng ta vừa kết hợp mũ chúa thu gom và mũ chúa nhân tạo. Ta dừng video đây để kết luận nhé. Vâng, thế thì như vậy là quý bà con anh em và các bạn đã vừa nắm bắt cụ thể rất là tỉ mỉ, tôi đã hướng dẫn rồi, nhất là những người mà mới nuôi học nuôi ong, chúng ta không cần phải di trùng, mà không biết di trùng, không cần di trùng trong cái mùa này là cái mùa rất chia đàn tự nhiên rất nhiều. Đấy, thì chúng ta sử dụng mũ chúa tự nhiên để thu gom. Vâng, video đây kết thúc. Cảm ơn quý bà con anh em và các bạn đã để tâm theo dõi video. Thấy bổ ích thì chia sẻ đăng ký kênh. Để lại lời bình luận phía dưới. Vâng, xin chào.